Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Elia hiện ra và đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, một cho Elia. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu, và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông: Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi con người từ cõi chết sống lại.